Bây giờ như vậy, cái cây thư mục bên này nè anh chị hoàn toàn có thể sắp xếp lại được, tổ chức lại cây thư mục bên này, kiến trúc theo kiến trúc, kết cấu cơ điện, đúng không? Ví dụ vậy thì mấy anh chị mới lên vô đây nè, User Interface, mấy anh chị có một cái tên là Browser Organization, tổ chức lại. Anh chị mới nói là bây giờ nè, anh hiện theo Discipline, này All là hiện hết, Discipline là anh hiện theo từng bộ môn một. Anh chị OK thì mấy anh chị thấy bên này nó hiện Discipline. Này đồ của kiến trúc này. Kết cấu chưa có, cơ điện chưa có, đúng không? Vậy Discipline này làm gì? Vậy vô là trong, vô làm cái nữa là Browser Organization. Chị nói là những cái nào anh hiện cái này nè, những cái tờ nào mà chưa, cái view nào đó, nó quá nhiều bản vẽ mà cắt trích ra những cái đó nó chưa được, những cái dùng nhìn nó chưa được bố trí lên những cái tờ giấy, tờ bản vẽ. Vậy thì hiện lên đây cho tôi. Nó nói dạ đây là những thứ mà chưa bao giờ xuất hiện trên tờ giấy nào hết, tờ bản vẽ nào hết, đúng không? Anh chị thấy như vậy, anh chị đấy nhìn ở đây, tôi tổ chức lại cái cây đó theo từng giai đoạn một. Đây nó có những bản vẽ này toàn là new production không? Anh em là mà tổ chức tùy theo lúc mà mình muốn. Cái này là giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì sắp bản vẽ hết rồi. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì sắp vô đó, theo một cứ vậy là bóc ra in ra, đúng không? Nó là vậy, vì tôi chế kiểu khác. Nó đây nè, anh chị nói là Time and Discipline. Đây, thế bây giờ tôi mới nói, bây giờ tôi chế một cái tên là Reaction. Cái kiểu hiển thị, cái kiểu này hiển thị như này nè. Đầu tiên á, anh xếp nó theo cho tôi là Discipline, kiến trúc theo kiến trúc, kết cấu ra kết cấu, cơ điện ra cơ điện. Sau đó anh mới xếp nó theo gọi là Family and Time. Và tức là gì? Mặt bằng lúc đó là đầu tiên nó sẽ xếp là gì? Kết cấu nè, kiến trúc nè, đúng không? Kiến trúc nè, trong đó là mặt bằng sàn nè, mặt bằng trần nè, mặt đứng nè, các hình đích cắt gì đó. Thì xuống dưới này nó làm y giống vậy. Nhưng tôi nói là ok, bản sau đó mới tên bản vẽ, chị thấy nó nằm đây. Vậy thì hiện cái kiểu correction lên đây, đây nè. Ok, nó mới hiện vậy thôi à. Anh chị mới nói là tôi muốn làm chuyện này nè. Cái level 1 này nè, đúp đó. Mấy chị lưu ý là discipline của nó hiện nay là chú này là đang thuộc về kiến trúc, chứ chưa thuộc về nhóm kết cấu hay cơ điện hay là bản phối hợp gọi là coordination. Đó là vậy, anh chị mới nói tôi đúp này ra. Giả sử tôi sửa lại, tôi rename lại, tôi nói chú này là của thằng Hạc đó nha, Architecture đó. Giả sử lại tôi đặt tên đó, Z nó sửa Discipline này vẫn là Architecture. Tùy anh chị, theo tùy công ty một mà làm thôi. With detailing tôi đúp ra và tôi nói tôi sửa chú này lại, rename lại, tôi nói cái đó hả, mặt bằng tầng 1, nhưng mà cái này là của structure. Structure mà trong structure nó còn chuyện là mặt bằng móng, mặt bằng dầm gì đó là ok. Rồi, structure. Ok. Như anh chị thấy là nó vẫn là nằm chung ở đây. Vậy thì chú đó phải đổi discipline nó về structure. Structure. Thì anh chị thấy nó xuất hiện một cái ở đây, structure. Rồi, ok. Tôi mới đúp một cái nữa, tôi nói là đúp này nè. Và cái chú này á, là thuộc về MI. Chú này á, là thuộc về Mechanical trước đi. Tôi nói cái đó là Mechanical của cơ khí. Mechanical, ok. Vậy thì mấy anh chị phải trả cái bản vẽ này về đúng Mechanical. Nó đẻ thêm cái Mechanical đây nè, đúng không? Nhưng mà trong Meganico này nó còn có plumbing, piping, SVAC, đất quật kìa đó. Rồi nó nói đúp bản nữa. Anh chị mới nói là cái bản này là dành của là electrical. Chú đó là của electrical. Nó bắt bản nào ra bản đó đàng hoàng đó nha. Là do mình nó mới đặt tên nên chị tùy chị đặt tên. Cái đó là điện. Giờ tôi nói cái đó nằm vô electrical. Nhưng mà trong electrical này tôi nói là có cái chuyện là gì? Tôi sửa tên anh chàng đó. Tôi nói của anh chàng đó là thuộc về lighting, đó là power, điện động lực, điện nặng, điện nhẹ gì trong đó. Mấy chị thấy là nó không nằm, anh chị lại đúp tiếp cái nữa. Anh chị mới sửa lại, rename lại, anh chị mới nói là cái này á. Cái này á là electrical,
Nhưng mà cái này là lighting. Anh chị nào qua bên các cái phần mềm phía sau tôi sẽ chỉ lại rõ, cái này là tiếp chỉ lại chút nữa. Nhưng mà rõ ràng là hai anh chàng này vẫn nằm trong cái phần là cái thư mục là chỗ điện. Mấy chị thấy là đầu tiên nó xếp theo cái gì? Discipline đúng không? Tức là theo bộ môn. Trong đó ví dụ như trong điện nó lại xếp ra bản vẽ là theo làm gì nữa, theo family and time. Sau đó nó mới chia ra điện như này, nhưng anh chị thấy là chỗ này nè. Này điện chuyện mà chiếu sáng với lại điện động lực nằm chung chỗ. Đúng không? Rồi tôi nói ví dụ như là mechanical như này là tôi đúp ra tôi nói là anh già này mechanical nhưng mà anh này là HVAC. Ví dụ vậy, HVAC. Điều quản khí thông gió. Là đúp anh cái nữa, anh này là thuộc vài phần plumbing, piping gì đó, tôi nói đúp ra. Đúp theo ly mà tôi sửa lại, tôi nói là anh chàng này á là nằm trong cái nhóm. Anh chàng đó là nằm trong cái phần plumbing. Cơ thôi nhưng mà nó plumbing. Còn mình dép plumbing, tôi nhảy gõ nó nhảy lùm. Rồi, vậy làm sao chị biết đó là bóc tách nó như thế nào, mặc dù nó thuộc về cái discipline của nó là mechanical. Mấy anh chị phải nghĩ ra một cái thông số nào đó để gán vô. Ví dụ như anh kia anh hỏi tôi, bây giờ ví dụ em có bây giờ trên cái AU nó nối ra cái đường ống, nó còn các thiết bị trên đường ống, đúng không? Rồi đủ thứ trò, làm sao anh biết là em bóc cái vật tư nào nằm về thuộc về con CPU, con AU nào. Rồi ví dụ như cái ống nào nằm vô nối vô cái hệ thống bơm nào. Ví dụ vậy, hệ thống cứu quả hay kiểu gì đó không quên, tùy hay là nước. Bây giờ chúng ta mới nhìn ở đây nói nè, tôi sẽ tự động thêm một thông số nữa. Tôi gán một thông số gọi là Process Parameter. Tôi nói cái thông số đó tên là gì? Add một thông số. Thông số đó là đặt tên là mấy cái hệ con, Sub-Discipline. Cái đó sẽ là một cái test cái chữ thôi, và chú đó sẽ gom vô cái nhóm là graphic cho nó gần với lại anh chàng kia. Tại anh chàng này nằm ở discipline, nó nằm ở nhóm graphic, này nằm đây. Vậy cái thông số mà tôi mới đặt tên là sub discipline là những cái hệ con, hiểu không? Sẽ là vô gán vô cái gì, nó nói dạ cái đó sẽ được gán vô cái view. Tại vì những cái giờ nãy giờ là mình đang làm là view hết. Vậy thì trong cái đó nó lại xuất hiện thêm một cái gì để ý này, nó xuất hiện thêm sub discipline. Thấy không? Thêm một thông số nữa. Mấy chị đã làm cái chuyện đó, anh chị làm bằng két anh chị cũng làm được. Nhưng mà đối với đích, đối với lại BIM là anh chị làm được. Thì thêm thông số vào đó để quản lý. Tôi mua cái vật tư đó của ông A và B, tôi tự động thêm thông số vô, tôi quản lý, tôi bóc tách nó theo vậy. Đúng không? Vật tư mua trong cái ngày mà mua, cái ngày mà nhập kho, ngày xuất kho, tôi tự thêm thông số. Bây giờ tôi nói là bây giờ nè, sắp đến xuất lên, tôi nói này plumbing. Cho nên là chú em này là thuộc về plumbing. Mấy chị thấy là nó nhảy. Nhưng rõ ràng là chú này mặc dù là discipline của nó, bộ môn nó là mechanical, dưới này là plumbing, nhưng đây nó không hiện. Thì anh chị phải vô trong này sửa nữa nè. Anh chị mới nói là edit lại. Cái đó là anh phải hiện theo sub discipline trước. Sau đó anh mới hiện thêm family and time. Xin lỗi, family and time trước. Và anh chị hiện theo sub discipline. Không, tôi làm ngược, xin lỗi. Sub discipline trước nha. Do mình xếp lên, anh chị muốn xếp chỗ nào xếp. Và anh chị hiện theo family thôi. Thì lúc đó anh chị nhìn ra ngoài, anh chị thấy nó nè. Có đúng vậy không? Anh chàng này là đúng mechanical. Anh này nhảy plumbing, floor plan và plumbing. Còn cái dấu chấm hỏi này có nghĩa là sao? Này không biết con ai. Tại vì trong này nè, này HVAC. HVAC thì sắp đến sắp lên của anh phải là HVAC. Thì nó nhảy về đúng HVAC, nó hết hỏi. Anh chàng này electrical mà chấm hỏi vậy, tức là có hai thằng không ai thừa nhận. Anh chàng đó thuộc về lighting. Thì nó nhảy về lighting. Này power. Đúng không? Mấy anh em structure dưới này nè cũng có dấu chấm hỏi. Này là thuộc về cái gì? Anh rename nó lại, nói là đây là dành cho cái phần gọi là foundation.
mặt bằng phần kết cấu như phần móng, cho nên chỗ này phải là foundation. Nó không la nữa, mấy chấm hỏi hết rồi. Còn này hỏi, chấm hỏi là chỗ này nè. Anh chàng này thuộc về con nhà nào? Nó không biết là dấu chấm hỏi thôi. Cho anh chị sẽ tổ chức lại cái cây thư mục này được không? Đúng không? Và cái cây thư mục này anh chị qua cái máy khác, anh chị có cần phải làm lại không? Câu trả lời là không. Anh chị nêu một cái dự án bên này nè. Thứ nhất là anh chị đã chọn cái template đó đúng không? Anh chị chọn cái template nãy tôi nói đó. Được chưa? Nó lấy lại cái thư mục đó. Còn không nữa, anh chị nêu một cái dự án bất kỳ, anh chị vô manage và anh chị transfer nó qua. Nhưng mà nói là lấy từ cái bài đó dẹp hết. Này là chỉ lấy cái gì? Browser organization thôi. Lấy nó qua, khỏi làm lại. Bản vẽ này chưa có thì nó chấm hỏi nữa, đúng không? Tại mỗi dự án mỗi khác nhau. Nhưng cái cây thư mục đó, cái kiểu tổ chức đó là có thể lấy qua lại được. Nói chung là nếu anh chị, tôi có cho anh chị cái nhiều cái dự án, rồi dự án mẫu để coi á, rồi khi anh chị mới thấy là anh chị transfer qua nó làm ấy. Nhưng mà anh chị nào làm cơ điện thì trên bản 213 mấy cái ống mà bọc cách nhiệt rồi đó ha, là nó ở ngoài nó là material hết. Tức là ngoài nó ống, ví dụ ống mà anh bọc cách nhiệt ngoài mấy lớp đúng không, thì mỗi lớp đó là mỗi một lớp vật liệu, và nó hiển thị đúng cái vật liệu đó, anh bóc tách nó ra. Ok.